Nhân dịp kỷ niệm tròn 3 tháng ngày cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh chịu tử nạn, mời anh chị em lắng nghe cảm nhận về cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tròn 3 tháng cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh bị sát hại. Từ ngày cha Giuse Thanh qua đời, trên các trang mạng Internet tràn ngập hình ảnh về cha, đồng thời tình cảm của vô số người dành cho cha. Bản thân tôi chỉ biết cha Thanh sau khi Ngài đã nằm xuống qua nhiều tình cảm, hình ảnh, hoạt động và đời sống mà Ngài để lại, cũng như qua vô số hình ảnh và tình cảm mà quá nhiều người còn sống dành cho Ngài. Từ những gì biết về cha Giuse Trần Ngọc Thanh, tôi có thể khẳng định mà không sợ sai lầm rằng cha Giuse Trần Ngọc Thanh, con người của năng lượng sống, nơi Ngài tràn đầy năng lượng sống, con người của lý tưởng sống, nơi Ngài tràn đầy lý tưởng sống, con người của đam mê sống, nơi Ngài tràn đầy đam mê sống, con người của tình yêu sự sống, nơi Ngài toát lên vẻ đẹp của tình yêu dành cho sự sống, con người của những lý tưởng, những ấp ủ, những hoài bão. Dù chỉ là người biết Ngài sau khi Ngài đã yên giấc, tôi vẫn cảm nhận con đường Ngài đã từng sống là con đường lồ lộ lý tưởng, ấp ủ và hoài bão của một tâm hồn tận hiến. Nhân kỷ niệm tròn 3 tháng ngày cha Giuse rời bỏ trần thế, tôi xin được ghi lại những cảm nhận như trên về cha. Xin được thắp nén hương lòng để tưởng nhớ cha Giuse, người anh em cùng lý tưởng linh mục với tôi. Kính xin cha Giuse Trần Ngọc Thanh, người được Phái bộ Vatican tại Liên Hiệp Quốc vinh danh là vị tử đạo của tòa giải tội, cầu nguyện cho chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta, vì tấm gương tử đạo và lòng mến Chúa cao cả của cha Giuse Trần Ngọc Thanh mà hăng say phụng sự Chúa và không ngần ngại làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc. Tưởng nhớ cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Amen.